Chào các lãnh đạo nhé, hôm nay em xin phép giới thiệu tới các lãnh đạo là chiếc đèn laser kim loại tia màu đỏ, phía ống 19mm, sử dụng pin cúc áo nhé, với mã sản phẩm là LZ1. Thì thành phần thì gồm có một đèn này, một cái chân này, ví dụ như đây là cái chân kẹp ống nhé, một cái khay pin gồm 3 quả pin cúc áo nhé, và hai cái tô vít lục giác này, một cái tô vít to hơn thì để sử dụng để chỉnh cái chân, tô vít bé hơn là để sử dụng chỉnh tâm nhé. Chỉnh tâm bốn hướng bằng cách là chọc vào trên đầu này, xoay hai cái lỗ này, một lỗ chỉnh trái phải, một lỗ chỉnh lên xuống nhé. Pin thì chúng ta tháo cái công tắc ra và gắn pin vào thôi. Đây là ánh sáng tia đỏ này, tia rất nhỏ và rất là sáng nhé. Và cái dòng sản phẩm này thì ở bên shop hiện là đang có hai phiên bản nhé, một phiên bản là kẹp ống này và một phiên bản là kẹp ray 11 lẫn 20mm nhé, ray 2 trong 1 đấy. Cái phía bên trên là kẹp ray 11 này, cái phía rộng hơn bên dưới là kẹp ray 20mm nhé. Phần tiếp theo thì em xin gửi tới các lãnh đạo là trải nghiệm về cái tia sáng của cái đèn laser này nhé. Tia đỏ rất là sáng nhé, tia rất nhỏ và không bị nhảy tâm nhé.